Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Minh Nhì cho biết anh không tin vào tâm linh, nhưng những gì mà gia đình anh gặp phải khiến anh rùng mình. Mới đây, nghệ sĩ Minh Nhì có cuộc phỏng vấn với truyền thông về những dự định của anh trong năm 2021. Cũng như nhiều sân khấu kịch nói tại thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu Minh Nhì đang tạm đóng cửa, còn show diễn Minh Nhì chỉ xuất hiện một vài tụ điểm và chương trình truyền hình. Minh Nhì hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để anh em nghệ sĩ được phục vụ khán giả. Minh Nhì cho biết trong quá khứ Minh Nhì từng bươn trải cực khổ. Sau khi tích góp được tiền bạc, Minh Nhì muốn đổi nhà mới để cha mẹ được sống trong một không gian tiện nghi, khang trang. Nghệ sĩ Minh Nhì cho biết anh là người gặp vận đen mỗi lần mua nhà mới. Cụ thể, Minh Nhì xót xa kể lại việc ba mẹ lần lượt qua đời chỉ sau ít ngày anh chuyển đến không gian sống mới, vốn là người không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng nhìn những gì xảy ra, anh quyết định không mua thêm nhà. Minh Nhì đã tích góp được tiền và tậu được căn nhà nhỏ vào năm 33 tuổi. Ít ngày sau, Minh Nhì nhận được điện thoại thông báo ba anh bị đột quỵ. Từ đó, tôi đi diễn cùng anh Hữu Châu. Tôi nhận được tin từ trước mày. Bà mất rồi, em về gấp. Tôi tưởng ai đùa ác, tôi chửi thầm. Ai đùa mà mất dạy thì lại tiếp tục nhắn tin như vậy. Sau show diễn, anh mượn điện thoại để gọi về nhà xác minh thì mới hay tin là sự thật. Chưa dừng lại ở đó, 3 năm sau, danh hài Minh Nhì mua nhà mới hơn. Thì mẹ của anh ra đi mãi mãi, mà đi sau mười mấy năm, nằm liệt giường vì tai biến. Sau đó tôi mua nhà lần thứ 3 và ở đó tới giờ. May sau cái hạn năm xưa, không lặp lại với tôi lần nữa, nam nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ. Chia sẻ về con trai nhỏ tuổi, Minh Nhì cho biết sẽ giao hết tài sản cho Minh Khải, đặc biệt sau sân khấu kịch, Minh Nhì là tâm huyết của anh. Nên anh hy vọng Minh Khải sẽ giữ lửa đối với khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.